Rồi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với Lê Toàn Channel. Hiện tại thì mình đang đứng trên cái con xe cú của mình nha các bạn. Đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chuyển cái con xe cú của mình về nhà nha các bạn. Đây là cái miếng đất mà mình mới vừa hoàn thành xong. Đó. Thì nước cũng đã lớn rồi các bạn, cho nên là mình chuyển con xe cú về nhà nha. Hôm nay thì sẽ bò lên cái dốc này cũng khá là đứng đó các bạn. Đây các bạn. Chủ đất đã cắt mớ cỏ rồi nè, còn một cái lối cho mình lên nha. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới cho các bạn xem cái dốc này đứng như thế nào nha. Bên trên này là lỗ đan nha các bạn, chắc có lẽ là phải đu dây lên tiếp các bạn ơi, cột dây lên gốc bạch đằng ha, đu lên nha, chứ không có bấm trên đan được. Đây mình đi lên trên cho các bạn xem. Đây các bạn thấy không, cái dốc rất là cao nha, đứng nữa. Cái dốc này thì cũng không gọi là đứng gì mấy, nhưng mà căng cái là phía trên là độ đan không có bấm được các bạn, bắt buộc phải đu dây nha. Đấy, phà mình đổ với sông nha các bạn. Đấy, cái này nước lớn rồi nha, hai ba mình đang kéo phà vô nha các bạn. Rồi bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi mình bò con xe cuốc của mình xuống phà nha các bạn. Chọi quay lại chọi. Thao đi quay lại chọi.
Thôi xuống đi. Móc ghe vô đây. Xuống luôn đi. Hả? Ok, hiện tại thì mình xuống phà an toàn rồi nha các bạn. Nhờ có chặn hai con giết mũi chứ cũng nguy hiểm nha. Đây, cái bến còn ướt nhẹp luôn. Rồi, đến đây thì mình xin phép được tạm dừng video nha. Và nếu các bạn xem thấy hay thì hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi, chúc các bạn một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau nha.